Trở lại với câu chuyện của người thầy chụp ảnh kỷ yếu miễn phí cho học trò vùng sâu. Chỉ có 20 bộ ảnh, thế nhưng mà thầy Phạm Văn Thông cùng cậu học trò của mình đã thực hiện gần 2 tháng nay mà vẫn chưa xong, bởi không phải lúc nào việc chụp ảnh cũng thuận lợi. Thế nhưng mà hai thầy trò vẫn quyết dành hết thời gian và công sức của mình để ghi lại khoảnh khắc xúc động nhất của cha mẹ và các em. Chị Anh Đà này, điều gì đã làm nên những tấm hình kỷ yếu đẹp như vậy ạ? Đây, chú dẫn xe lại đây. Rồi, chú đứng ở chỗ vị trí. Do đã chuẩn bị từ trước nên ngay khi gặp nhau thì thầy Thông và bạn Huy đã bắt tay ngay vào việc chụp ảnh của mình. Để có được một bộ kỷ yếu đẹp thì đòi hỏi là phải có ánh sáng tốt nè, bối cảnh phù hợp, và ngoài ra thì phải còn có rất là nhiều cảm xúc. Được chưa chú? Thật ra thì với cá nhân em nghĩ là nếu mà một bộ ảnh cảm xúc khi mà các em thể hiện đúng được cái tinh thần, có nghĩa là cái công việc thực tế như thế nào thì mình lấy như vậy, trọn vẹn cảm xúc, ghi lại những hình ảnh thực tế của các em là được rồi. Ví dụ chị thấy là công việc của chú là bán vé số thì hôm nay em phải đưa hình ảnh thực tế như vậy là được. Thường thì một bộ ảnh phải mất bao lâu em ha? Nếu mà nói mất bao lâu thì thực sự em cũng không biết cố định thời gian là bao nhiêu, bởi vì có những trường hợp là em chụp cả ngày mà vẫn không xong, đương nhiên cũng có những trường hợp chỉ cần vài tiếng đồng hồ là đã xong rồi. Rồi, được. Vậy có bao giờ quá cực khổ thì mình muốn bỏ giữa chừng không? Em nghĩ là nếu mà bỏ giữa chừng như vậy thì cũng tội cho các em, bởi vì một số em được chụp, một số em không được chụp, cho nên là mình cố gắng được bao nhiêu hay bao nhiêu đó chị. Rồi, hai cha con ngồi xuống đi, hai cha con nếu ngồi xuống mà đây. Như mình chụp hình công không vậy thì em nhận được điều gì qua cái bộ ảnh này? Được nhiều lắm đó chú chị. Ví dụ như bây giờ này, chị thấy nè, phụ huynh người ta rất là vui khi mà người ta được chụp với con của họ, thì đương nhiên đó là niềm vui của mình. Đó là những cái tâm sự của người chụp ảnh, còn người được chụp ảnh thì sẽ có những cái suy nghĩ như thế nào thì mời quý khán giả cùng tìm hiểu trong phần sau của chương trình quý khán giả nha. Rồi, được chưa? Vâng, rất là mất công. Có lúc thì thầy trò không thể chụp ảnh hoặc là mất cả ngày để ghi lại một khoảnh khắc thôi ạ. Những đổi lại đó là những nụ cười, khoảnh khắc thiêng liêng tình cảm gia đình trong ngày trọng đại của các em học sinh. Tiếp tục câu chuyện xúc động cùng người thầy giáo chụp ảnh kỷ yếu miễn phí cho học trò vùng sâu. Có thể nói phải có một tấm lòng yêu nghề và một trái tim luôn cảm thông cho những thiệt thòi của học sinh, học trò quê mình, thì thầy Thông mới có đủ sức khỏe và thời gian để làm công việc như vậy. Đây không chỉ là món quà cho học trò kỷ niệm khi rời xa mái trường, mà qua đây còn muốn gửi gắm một thông điệp hết sức nhân văn. Đó là gì thì mời quý vị khán giả cùng tiếp tục theo dõi. Đây là bối cảnh cuối cùng của hôm nay. Quý khán giả thấy đó, để chọn được khoảng 5 tấm hình ưng ý nhất thì thầy trò thầy Thông và cũng như bạn Huy đây phải chụp ít nhất là 20 tấm, thậm chí là nhiều hơn nữa. Hôm nay chụp nãy giờ chắc cũng mệt rồi hai em ha. Thế nhưng nếu như mà không có sự hỗ trợ của thầy Thông và bạn Huy thì mình có thể mình có được những cái bộ ảnh như vậy không? Dạ em không có bộ ảnh nè. Dạ, tại vì em không có khả năng, với lại cha em phải đi bán hàng ngày, không có thời gian. Vậy là hôm nay chắc là vui lắm ha. Dạ rất là vui ạ. Còn chú thấy như thế nào hôm nay? Chú cảm giác như thế nào chú? Thấy cảm giác thì cũng thấy cũng có vui, tại vì cũng không có khả năng đi làm ăn cho con được thì nay được thì cũng vui, mừng cho con. Nay cũng mừng lắm. Đến đây thì tôi cũng đã mường tượng được thông điệp rất là ý nghĩa mà thầy Thông đã dành tặng cho học trò của mình, là hãy yêu thương cha mẹ nhiều hơn vì những vất vả mà họ đã dành tặng cho mình trong suốt 12 năm vừa qua. Phải không thầy Thông? Dạ chính xác rồi chị, và em cũng muốn truyền một cái thông điệp cho các bạn trẻ, đó là phải biết yêu thương cha mẹ mình hơn, bởi vì nhờ có cha mẹ chúng ta mới có thành quả như hôm nay ạ. Có phải vì cái thông điệp đó mà em muốn tham gia với thầy Thông trong thời gian qua? Tại em đây là một bộ ảnh hết sức ý nghĩa đối với các bạn, và em cũng muốn giúp thầy cho hoàn thiện bộ ảnh này hơn ạ. Và em muốn gắn kết tình cảm gia đình của các bạn lại ạ. Các bạn thấy vui và em thấy vui ạ. Và đây là thành quả sáng nay của em với thầy ạ. Wow, dạ. Đẹp quá ha. Sau khi mình chụp hình về thì bước tiếp theo mình sẽ làm gì hả thầy Thông ha? Sau khi xong rồi thì em sẽ gửi cho các em học sinh để cho các em làm kỷ niệm. Và đặc biệt thì em sẽ gửi cho mỗi phụ huynh như vậy thì một tấm ảnh đẹp nhất, để các cô chú có thể là nhìn lại các con của mình trong cái ngày ghi dấu các em tốt nghiệp đó chị. Tất nhiên rồi, đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm rất là đẹp, không chỉ riêng cho học sinh mà còn cả gia đình của họ nữa. Và chúng tôi cũng rất là cảm ơn thầy Thông và em Huy sáng nay đã góp cho Việt Nam Thứ Nhất một câu chuyện rất là ý nghĩa và hết sức trân trọng. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả nha.
Vâng, gắn kết tình cảm gia đình, các em hiểu hơn những nhọc nhằn của cha mẹ để các em có được ngày hôm nay. Đó chính là mong muốn của thầy Thông, mong học sinh hiểu được ý nghĩa thực sự của việc chụp ảnh kỷ yếu. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào sáng ngày mai với những tin tức cập nhật vào khung giờ quen thuộc là 5:30 trên VTV1.